cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ đụng cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao. Vui quá. Chơi thì nãy giờ cũng vui rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thế nào? Nhiệm vụ chính là giới thiệu thông tin của tập phim hôm nay. Tập phim hôm nay sẽ có một cuộc chạy đua diễn ra tại quê nhà của Thỏ Vui Vẻ đó. Nên bây giờ mình sẽ đi cổ vũ cho các con khiến chút đi. À, tôi nhớ rồi. Thỏ Vui Vẻ đã tham gia cuộc đua cùng với ba mình để giành giải thưởng. Đó là một thứ cực kỳ quý giá đối với bạn ấy. Ủa, thứ quý giá đó là cái gì ta? Đó có phải là phụ quà ghi giọng không? Tại sao cùng tinh ranh lại nhất quyết giành chiến thắng cho bằng được? Và ai sẽ giành chiến thắng? Chúng ta sẽ cùng đến với rạp chiếu phim Benedict để xem bộ phim Điều Ước Của Thỏ. Tập phim Cuộc Đua Thần Tốc.